sư thay đổi người thứ ba bên phía cầu thủ Siri. Vào sân là số 17 Zakaria Hanan. Quang Hải, Tiến Dũng, Anh Đức, Sa Vang, vào! Vào rồi! Vâng, 1-0 cho Việt Nam. Sự tăng tốc ở cuối hiệp phụ thứ nhất là cái cơ sở để cho Park Hang-seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của huấn luyện viên Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại đường truyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. Chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có xoay sở chậm và đôi khi bóng lót cho nhau không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Siri đã lúng túng. Vâng, và Văn Toàn, cầu thủ cuối cùng vào sân Anh Người đã lập công. Pha ghi bàn đầu tiên của Văn Toàn tại ASEAN lần này. Thời gian còn lại của hiệp phụ có thể còn rất nhiều. Nhưng phải nói rằng vào lúc này chúng ta đang ở trong những